Xin chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Đàn Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin tiếp tục gửi đến bà con về tập 4 trong cái chuỗi video về mô hình nuôi con ốc bu trong bể lót bạc. Trong nội dung video này thì em sẽ gửi đến bà con về các cái bệnh thường gặp khi chúng ta nuôi con ốc bu, và em sẽ hướng dẫn bà con thả một số cái con vật nuôi mà chúng ta có thể nuôi chung với con ốc trong cái bể lót bạc. Đây nha bà con. Này là con giống bên em thả là tính tới tập này là được 1 tháng rồi nha bà con. Thì thứ nhất đó là bà con có thể nuôi cá sặc răng. Đây nha bà con, đây là cá sặc răng nè. Này em mới ra chợ mua 60.000 ký. Thì con ốc chúng ta nuôi thì nó sẽ có cái hiện tượng đó là nó bị mòn cái đít, ăn mòn cái đít. Và ăn xương dòi nha bà con. Thì xương dòi là nguyên nhân là gì? Em cho bà con xem con ốc bố mẹ của anh em. Này thì tầm khoảng 10 đến 12 con một ký nha bà con. Đây. Nó giáp cái bàn tay của em luôn nè. Này hơn 100 gram. Hơn 100 gram. Ngon đó không? Nhìn kinh khủng không? À đít khu đồ là 4 lưỡng nha. Thì em cũng đã thả xong vòng vòng cái bể mấy cái mớp thôi, mục đích là để dụ nó lên thôi. Tại giờ này thì cũng 3 giờ mấy gần 4 giờ nên nó cũng chưa lên nhiều, tầm khoảng về đêm thì nó lên nhiều lắm. Tại nhưng mà còn thấy không, nó đang bơi lại nè, thấy không? Đây nè, hai con nè, nó đang bơi lại nè, nó nghe mùi. Hai con này đánh mùi cực hay nha bà con. Đây này, không phải là không nghe mùi được đâu, đến mùi hay lắm. Này đang bơi lại nè. Đây là cái bé ốc bu. Còn bên đây là bé ốc lát nha mọi con. Này, nước nó hơi đục một tí. Này bên em mới thay, tại hôm qua cũng có trận mưa lớn quá. Còn thấy cái cái bể con súng không? Con súng về mà nó ăn gụi cái bể cái bụi con súng luôn à. Thì con ốc lát này là cái giai đoạn nó ăn dữ lắm, nó ăn gấp đôi là con ốc bu luôn á. Nó chịu ăn mà nó ăn kinh khủng lắm. Ăn mà sơ cái bụi con súng bên kia còn nở nổi rồi. Bên đây thì nó ăn là gụi lá trên này. Con đang bu này mà con. Nè. Nó này đánh hơi cực hay. Nó nghe mùi là nó bu lại à. Thì bây giờ ở đây em sẽ đợi nó tầm 15-20 phút đi, cho nó bù lại. Thì nãy giờ cũng được 5 phút rồi nha bà con. Con thấy nó bù không? Đây nè, bù cứng rồi nè. Đang ló là nó ăn đó. Đấy. Rồi thấy không? Bây giờ cũng chưa nhiều đâu, phải đợi thêm tầm khoảng 10 phút mới đi. Đây bên ốc lát nè. Con thấy nó bù không? Bù kín luôn. Này nó ăn tầm khoảng 30 phút là hết nha bà con. Kiểu ăn nó bù dữ lắm. Thì bây giờ em sẽ đợi nó tầm thêm 10 phút nữa để nó bù lại nhiều.
Thì trong quá trình đợi em xuống xin gửi đến bà con về cái con vật mà bà con có thể nuôi trong cái bể ốc này. Thì thứ nhất đó là bà con có thể nuôi cá sặc răng. Thấy nha bà con, đây là cá sặc răng nè. Này em mới ra chợ mua 60.000 ký. Nó mấy con à. Này em thả chỉ để cho nó ăn phân thôi. Thì nó cá sặc răng là nó ăn phân. Bà con có thể thả cá sặc răng nè, cá sặc đồng. Nó sẽ ăn phân của con ốc. Còn cái thứ hai là con tép. Con tép rong nha bà con. Con tép đồng của mình á, thả vô nó cũng ăn phân con ốc luôn. Thì bà con thả các loại động vật khác, các loại nào mà nó không được thả các loại cá mà cá họ cá chép. Vì cá chép thì nó sẽ ăn con ốc. Cá chép, tai tượng, cá dồ là cũng ăn luôn. Nên chúng ta chỉ thả được các loại cá trắng thôi, như là cá sặc, cá heo nước ngọt đó bà con. Chúng ta không có thả cá lóc nha, cá lóc nó cũng ăn luôn. Thì bà con ở đây em chỉ thả con cá sặc răng thôi. Ở đây em mua 4 con cá sặc răng nè. Em thả mỗi bể 2 con để cho nó ăn phần ốc thôi. Con cá sặc răng này nó cũng đẻ dữ lắm nha bà con. Em thả mấy cái bể vô khách em là em thấy nó đẻ minh thiên luôn á. Ở cái vùng của em là cái vùng Hấp 10 mà xã Láng Biển á, là rất là nhiều người nuôi cá sặc răng. Nuôi khoảng 7-8 tháng bán là mấy tỷ bạc luôn á. Thì bây giờ thì em sẽ tiến hành đi bắt một số con nó đều là nó ăn rồi đó, cho bà con xem, cũng như phân tích về một số cái bệnh mà chúng ta thường gặp trong quá trình nuôi. Đây, hớp cái cụm này đi. Đây nha bà con. Này là con giống bên em thả là tính tới tập này là được 1 tháng rồi nha bà con. Tháng sau khi thả. Lúc trước là em thả rất là nhiều loại, rất là nhiều loại kích thước khác nhau. Giờ này thì nó chưa có lên nhiều đâu, em nhớ được như đây thôi. Tầm khoảng đêm xuống thì nó mới nổi rất là nhiều. Đây nè. Này là ốc bu. Rồi em sẽ qua bắt một số con ốc lát nha bà con. Ốc lát đều ghê không? Đây ốc lát nè. Thì tới cái giai đoạn này là ốc bu ốc lát là chúng ta phân biệt được rồi. Dễ nhìn. Rồi nha bà con. Rồi thì đây là hai loại ốc mà bên em thả. Em sẽ để cho bà con xem. Hôm trước là bên em thả với cái kích thước là từ 7 tầng, từ 1 tầng cho tới 7 tầng. Nên hiện tại bây giờ ốc nó có kích thước rất là khác nhau rất là nhiều. Ở đây em thả được 1 tháng rồi. 1 tháng khi xuống giống. Mà con thấy độ phát triển không? Thì con ốc là nó không có phát triển đồng đều nha bà con. Nó có bự có nhỏ. Bởi vì khi mà chúng ta thu tiễn, chúng ta thu hoạch á, là chúng ta phải tiễn. Tiễn bằng cách sử dụng mồi nhử thôi. Nó sẽ đeo là nó ăn, và ban đêm nó đeo nó ăn, thì chúng ta sẽ tiễn con bự trước. Đây, từ nhỏ tới lớn luôn. Rồi, bên đây là ốc lát nha bà con. Ốc lát thì cái kích thước nó lúc nào nó cũng phải bé hơn con ốc bu. Lúc nào cũng vậy.
nhưng mà cái sức ăn của nó là cũng thuộc dạng là thứ dữ á, nó ăn dữ lắm. Nó mà cỡ giai đoạn vô ăn là ốc bu ăn không lại nó đâu, nó dành ăn luôn. Và cái về cái thời gian nuôi thì nó cũng như nhau thôi, nó không có gì chênh lệch cả, nó bằng nhau hết. Nhưng mà cái về là lên cái thành phẩm á, là con ốc lát này nó có nó số lượng con nó nhiều hơn do cái kích thước nó nhỏ, nó tầm khoảng chừng cái là nó lên được thành phẩm rồi, à, nó bắt đầu sinh sản. Rồi thì em cũng xin nói về cái các cái bệnh thường gặp mà chúng ta trong quá trình nuôi. Thứ nhất đó là cái bệnh về cái vỏ của con ốc, đó là cái bệnh cái mòn cái mòn đít á. Để em quay cái đít lại cho bà con xem. Nói chung là chúng ta phải làm cái mua cái gì thì chúng ta phải ngắm bên ngoài. Thì ở đây ở đối với con ốc thì chúng ta sẽ ngắm đít nó. Con đít nha bà con. Đây. Đây con ốc chúng ta nuôi thì nó sẽ có cái hiện tượng đó là nó bị mòn cái đít, ăn mòn cái đít. Này bà con thấy nè, nó bị mòn cái đít nè bà con, ăn mòn cái đít nè. Thì nguyên nhân là do cái nguồn nước và cái phân của nó, cái phân của nó làm ký sinh trùng nó ăn cái mòn cái vỏ này đi. Thì cách khắc phục là chúng ta sẽ thay nước. Chúng ta thường xuyên thay nước thì cứ được thì bà con cứ 3 ngày bà con thay một lần, thay 20-30% cái lượng nước, chúng ta thay thường xuyên. Còn mà không có thời gian thì một tuần chúng ta thay một lần. Và sau khi thay thì bà con sẽ sử dụng cái vôi để sát trùng, cũng như có thể sử dụng các cái kháng sinh, kháng sinh diệt khuẩn nguồn nước. Thì cái kháng sinh diệt khuẩn này là nó hôm trước là có nhiều bạn là sử dụng cái BKC đó. BKC thì nó là cái một cái chai nó 1 lít nhưng mà nó diệt tới ngàn mét khối lận. Mét khối là nó rất là lớn. Nên mà nếu mà bạn nào mà có sử dụng cái loại đó thì chú ý là sử dụng với liều lượng nhỏ thôi, chỉ cần một giọt thôi. Chứ còn nhiều quá là con ốc nó nguy tiên hết. Tại vì cái BKC đó là cái nó có mùi thuốc tẩy nha bà con, dạng như thuốc tẩy á. Thì về cái vấn đề mà nó bị mòn cái vỏ này á, là bà con an tâm, bà con nuôi tới lớn luôn là nó vẫn không có ảnh hưởng được tới con ốc đâu. Còn tới lớn tới sức luôn là nó cũng chưa có làm gì nữa. Cái mòn vỏ này chỉ là ở ngoài thôi. Thì chúng ta nuôi 1.000 con thì chúng ta sẽ tuyển ra tầm khoảng là 200-300 con là chúng ta để là làm giống. Còn số còn lại chúng ta sẽ tiễn nó đi. Chứ chúng ta đâu có phải để nhất thiết để hết rồi đâu. Chúng ta nuôi sinh sản thì chúng ta sẽ không có nuôi mật độ quá dày. Thì khi mà lên mật độ sinh sản thì em sẽ ở đây tầm khoảng 2 tháng nữa. 2 tháng nữa sẽ bật sinh sản, em sẽ nuôi tới đó luôn vậy. Quay dẫn cho con xem. Nếu mà nó bị mòn cái vỏ thì nó cũng không có quy tiên được. Chỉ sợ là các cái bệnh thứ hai mà nó sẽ quy tiên thôi. Đó là cái bệnh đó là cái bệnh sưng dòi. Bệnh sưng dòi nha bà con. Thì sưng dòi là nguyên nhân là gì? Nguyên nhân của cái bệnh sưng dòi là nó bị cái nếu mà chúng ta nuôi trong cái bể này á, là thứ nhất là nó cái môi trường nước. Môi trường nước là nó bị cái sốc nước. Thứ nhất là sốc nước mưa, hay là nước quá dơ nó bị sưng. Cái thứ ba là ăn nhiều. Nhưng mà nước mưa với nước dơ thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều, chủ yếu là ăn nhiều thôi. Ăn nhiều dẫn đến sưng dòi. Ăn nhiều vì sao sưng dòi? Ăn nhiều quá không tiêu. Mà con biết á, là con ốc này nó rất là phàm ăn. Nó có thể ăn được gấp 3 lần cái trọng lượng của nó trong một ngày. Vì vậy khi mà bà con bỏ thức ăn thì bao nhiêu nó ăn hết bấy nhiêu. Nhiều khi bà con sợ nó đói là thấy để xuống là tầm 30 phút sau quay lại hết là bỏ thêm tiếp nữa. Nhưng mà chúng ta vô tình là cho ăn quá nhiều dẫn đến là nó không tiêu. Vì vậy là trong cái kỹ thuật chăm sóc ốc giống ở cái phần thức ăn là em có hướng dẫn với bà con là chúng ta chỉ nên cho ăn vào ban đêm
bằng một buổi chiều cho ăn tới sáng hết là được. Và cái tỷ lệ cho ăn là chúng ta sẽ cho ăn tỷ lệ với cái trọng lượng của nó. Ví dụ trong một bể chúng ta có 1 kg ốc con thì chúng ta có thể cho ăn 1 kg thức ăn. Cho ăn tỷ lệ, chúng ta có thể cho ăn gấp 3 lần cái trọng lượng của nó. Nhưng mà không nên. Chúng ta chỉ cho ăn cái tỷ lệ với cái trọng lượng của nó được rồi. Và chỉ cho ăn vào ban đêm. Thì có nhiều bạn là nói là bèo cám nó ăn rất là nhanh và ăn rất là nhanh lớn, cũng đúng là chính xác. Nên nhiều bạn bỏ bèo cám mà bỏ có thể nói là ngập bể luôn đó, ngập cái bể luôn. Nhưng mà bỏ như thế thì nó ăn nhiều con nó bị sưng cái dồi. Mà hễ mà bị sưng dồi thì khả năng nó lây cho con khác rất là cao. Tại vì khi nó hao xuống, nó nằm xuống đó, nó bốc mùi lên, con khác nó đu lại nó nút, nó ăn chính cái xác luôn. Con này ăn chính xác của nó, của con khác, dẫn đến là nó lây cho cái hồ. Còn về cái thuốc đặc trị á, là nó chưa có cái thuốc loại thuốc nào nha bà con. Chúng ta chỉ ngăn ngừa thôi. Thì hiện tại là trên mạng là khá là nhiều người giới thiệu thuốc này thuốc nọ, nhưng mà kiểm chứng thì không biết có kiểm chứng chưa. Bên em thì cũng có nghiên cứu, nhưng mà nếu mà ai bị rồi á thì bên em sẽ hướng dẫn. Còn mà tốt nhất là phải phòng ngừa, tốt nhất là cứ cho ăn đúng và môi trường nước sạch là nó không bị gì đâu. Còn về cái độ hao của con ốc á, là chúng ta nuôi thì nó nuôi bất cứ con gì nó cũng có hao nha bà con. Phải có hao thì nó hao tầm khoảng từ 10-30%. Và cái giai đoạn mà nó dễ hao nhất đó là giai đoạn từ cái ngón tay, ngón út nè. Từ ngón út cho tới cái ngón cái. Từ ngón út tới ngón cái. Thì lên được tới chân cái là hết hao rồi. Thì cái giai đoạn từ ngón út tới ngón cái này là ăn nhiều là lạc ngữ hết. Ăn nhiều là quy tiên nha bà con. Ăn nhiều là sưng giờ là nó nằm, nó nổi liều phiều đó. Nó đụng nó không có chìm xuống được. Là xong hết. Ngọc lát bà con thấy bự không? Thì cái độ tăng trưởng của ốc lát và ốc bu nó ngang nhau nha bà con. Nhiều khi ốc lát năng mạnh hơn, nó còn dữ hơn nữa. Rồi thì em cũng nói sơ về các loại bệnh thôi. Và cái giai đoạn mà nó dễ hao nhất đó là giai đoạn từ lên cái ngón tay út đó. Từ ngón út cho tới ngón cái là bà con chú ý là cho ăn vừa phải thôi. Và cái thức ăn chúng ta phải sạch. Thức ăn không được dính thuốc hóa học. Thì nếu mà thức ăn dính thuốc hóa học thì nó hao khá là nhiều. Thì khi mà hai cái bể nhỏ này em nuôi tới cái giai đoạn mà trưởng thành á, bên em sẽ bắt đầu tiễn lựa để ra ốc bố mẹ cho bà con và hướng dẫn con đực con cái. Như là chúng ta nuôi một bể 1.000 con nhưng mà chúng ta không có để 1.000 con đó lại hết. Chúng ta lựa những cái con đẹp, những cái con cái vỏ nói chung là nhìn đít nó đẹp đó. Thì cái đít nó đẹp thì chúng ta sẽ bắt đầu giữ nó lại để làm ốc bố mẹ. Và cái mật độ nuôi thì tới đó em sẽ nói luôn. Chúng ta không nuôi mà nuôi sinh sản thì nuôi mật độ thưa thôi. Thì nó từ 20-30 cặp trên 1 m² đó. Chứ chúng ta không phải là muốn nuôi bao nhiêu chúng ta nuôi. Rồi thì em sẽ thả nó lại thôi. Ở đây hiện tại có nhiều bạn nuôi cũng khá nhiều, và nói là nuôi sau lớn chậm hay lớn nhanh gì đấy, thì tùy theo cái độ chăm sóc của mọi người. Ở đây em thả được 1 tháng từ cái tập 2 mà thả giống đó. 1 tháng gần 1 tuần nữa rồi, là gần 5 tuần nha bà con. Nói thấy không? Ốc khá là đẹp đấy. Con ốc nuôi nó nhìn cái vỏ nó biết liền nha bà con. Nó không bao giờ có cái dính được một chút rong nào. Và cái miệng của nó rất là dễ bị bể nha bà con. Đây nè, ở đây nãy giờ em động nó bể cái miệng rồi nè. Nhưng không sao hết, nó ăn vài bữa là lành lại à. Ở đây là nó đang phát triển nè, nó đang ra nó vỏ là nó phát triển thêm nữa đó. Bây giờ em thả nó lại thôi. Đã động nó quá. Đây em có con lớn hơn cái này nha bà con.
Còn thấy không, là con này là bằng ngón chân cái rồi đó. Đây là có những con nó ăn cái thể trạng của nó thôi. Có nhiều bạn nuôi cũng tâm sự là thả hai bể, một bể thì nó ăn khá là nhiều, nó ăn mạnh hơn cái bể kia nhưng mà nó lớn không à. Thì theo cái thể trạng của con ốc thôi nha bà con. Nhưng mà nó vẫn lớn theo cái thời gian nó là được, không vấn đề gì. Còn thấy là hiện tại nó đang bu rồi nè, nó đang bắt đầu đánh hơi, tìm tới nguồn thức ăn thôi. Mấy con này nhạy lắm nha bà con. Ốc, con nuôi ốc á là về buổi chiều tầm 5 giờ là bà con ngắm ốc là nó rất là đẹp. Con ốc nó ăn hết sức là nhẹ nhàng và nó dạng, chứ không phải là như con cá mà chúng ta đứng nhìn nó là nó dễ dụa. Còn con ốc là nó rất là dễ bị dụa, bị dụ ở cái nguồn thức ăn. Chúng ta mà có thức ăn ngon mà để xuống có mùi là nó bu lại dữ lắm, bởi vì con ốc nó rất là dễ bị dụ. Có thức ăn ngon là nó bị dụ liền, bị dụ bu lại. Vì vậy nuôi ốc thì chúng ta cũng phải canh đạo tặc nha bà con, nó rất là dễ bị đạo tặc à. Nó đâu có chạy đâu được đâu. Hay thức ăn mà để xuống mà nó bù lại là cứ nó vớt một đi một là không còn gì trơn. Và cái bể này là em nuôi tầm khoảng 2 tháng nữa. 2 tháng nữa là còn 8 tuần nữa thì em sẽ bắt đầu dọn lại, bắt đầu làm cái mô hình đẻ cho con ốc, nó sẽ bắt đầu sinh sản. Thì làm mô đất thôi, mô đất với lục bình. Như bà con thấy bên đây là bên em có mô đất nè, mô đất để sinh sản. Còn hai bên có mô đất, nó vẫn đang là lục bình nó sinh sản nha bà con. Em cho bà con xem con ốc bố mẹ của bên em. Này thì tầm khoảng 10 đến 12 con một ký nha bà con. Đây. Nó giáp cái bàn tay của em luôn nè. Này hơn 100 gram. Hơn 100 gram. Ngon đó không? Nhìn kinh khủng không? À đít khu đồ là bốn lưỡng nha. Thằng này đẻ thì trứng thì thôi chứ. Đây. Đẹp không ạ? Con thấy em động một phát là nó gớt xuống cho thấy không? Con ốc mà nó khỏe là mình động một phát là nó gớt xuống hết nha bà con. Mình động nước là nó gớt xuống hết à. À, ở đây có con ốc thịt vàng, em bắt cho con xem. Ốc thịt vàng, vỏ màu vàng luôn nha bà con, đó thấy không? Nó vàng luôn, cái thịt ở trong nó màu vàng luôn đó. Đây là nó màu vàng nè, nó lè ra nhìn nó màu vàng đẹp lắm. Thì có nhiều bạn nuôi cũng hỏi là con sao con ốc em nó màu vàng. Thì đây là con ốc thịt vàng, ốc bu thịt vàng, ốc bu đen thịt vàng. Thì trong một trứng á là nó chỉ có là nếu mà có thì có khoảng chừng 1-2 con thôi, nên rất là hiếm. Ốc bu đen thịt vàng rất là đẹp. Nó mà nó lè ra nó bơi là nó màu vàng luôn. Ở đây cái vỏ nó màu vàng luôn nè. À, thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các cái video mà bên em gửi đến bà con. À, xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. À, xin chào và hẹn gặp lại.
Baby, I'm home again.